Thưa quý vị, hôm qua Hạ viện nước Nga đã phê chuẩn lần cuối cùng về dự luật tăng thuế đối với những cá nhân và doanh nghiệp có mức thu nhập cao. Cụ thể thì dự luật do Bộ Tài chính Nga xây dựng, theo đó thì mức thuế 15% sẽ áp dụng cho người có thu nhập hàng năm từ 2,4 đến 5 triệu rúp, tương đương với 27 đến 57 ngàn đô la Mỹ và tăng dần lên 18%, 20%, 22% ở các mức thu nhập cao hơn. Mức cao nhất sẽ áp dụng cho thu nhập vượt quá 50 triệu rúp, tức là tương đương 570 ngàn đô la Mỹ. Thuế doanh nghiệp sẽ tăng từ 20 đến 25%. Việc tăng thuế chủ yếu nhắm vào công ty và người giàu có thể mang về thêm 30 tỷ đô la Mỹ cho nguồn thu ngân sách năm tới, cho phép Moscow tăng cường hơn nữa các chi tiêu và cung cấp nguồn tài chính cho quân đội Ukraine mà không ảnh hưởng đến sự ổn định về tài chính của quốc gia. Một thông tin cuối thưa quý vị. Anand Ambani là con trai út của tỷ phú Mukesh Ambani, là người giàu nhất Ấn Độ và châu Á, sẽ kết hôn vào cuối tuần này. Đám cưới dự kiến sẽ có sự tham gia của đông đảo khách mời quan trọng cả trong và ngoài nước cũng như quốc tế, nên được các nhà chức trách Mumbai xác định là sự kiện công. Và điều này đã khiến cho người dân có những phản ứng trái chiều. Để phục vụ cho đám cưới của con trai tỷ phú Mukesh Ambani, những con đường gần địa điểm tổ chức sự kiện, trung tâm hội nghị Jio World thuộc tập đoàn Reliance của ông Ambani ở Mumbai sẽ chỉ mở cho phương tiện phục vụ sự kiện từ 1 giờ chiều ngày 12 đến ngày 15 tháng 7. Trong khi đó, thành phố Mumbai vốn nổi tiếng với tình trạng tắc nghẽn giao thông. Người dân Mumbai, Ấn Độ đã phản ứng trái chiều về việc này. Những gì họ đang làm thật lố bịch. Vâng, chúng tôi hiểu rằng họ giàu có. Thế thôi, không cần phải thể hiện nhiều như vậy. Tuy nhiên, những người dân Mumbai khác cho biết việc chi tiêu xa hoa và những chuyến viếng thăm của những người nổi tiếng quốc tế đang hỗ trợ nền kinh tế và hoan nghênh những sự kiện xa hoa. Đây là sự kiện chỉ có một lần trong đời xảy ra với gia đình Ambani và họ đã mời rất nhiều nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới đến. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Nó đang giúp ích cho nền kinh tế, nó đang giúp đỡ mọi người. Ấn Độ đang dần trở thành nơi đi đầu trong việc thu hút các nghệ sĩ. Mặc dù ban tổ chức rất kín tiếng về việc ai sẽ là khách mời tham dự đám cưới, nhưng đây được kỳ vọng là một sự kiện có sự tham gia của nhiều ngôi sao. Đám cưới diễn ra vào ngày 12 tháng 7 sẽ có các nghi lễ truyền thống của đạo Hindu và tiệc chiêu đãi sẽ được tổ chức trong 2 ngày. Thưa quý vị, Israel hôm qua yêu cầu người dân ở thành phố Gaza sơ tán trong bối cảnh các lực lượng Israel đẩy mạnh hoạt động quân sự ở phía Bắc và trung dải Gaza. Quân đội Israel đã thả tờ rơi yêu cầu người dân Gaza di chuyển xuống miền Nam và cho rằng thành phố Gaza vẫn là khu vực chiến sự nguy hiểm. Theo các nhân chứng, lực lượng Israel đã tiến sâu vào hai khu vực của thành phố Gaza, tiến hành khám xét từng ngôi nhà. Cánh vũ trang của Hamas và Islamic Jihad cho biết sẽ giao tranh với lực lượng Israel ở thành phố Gaza với sự hỗ trợ của rocket chống tăng và súng cối. Diễn biến này có trong bối cảnh cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza được nối lại tại Qatar vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, phía Hamas cảnh báo việc Israel tăng cường hoạt động quân sự có nguy cơ hủy hoại nỗ lực đàm phán. Thái Lan vừa qua đã tiến hành bầu cử thượng viện khóa mới nhằm bầu chọn các thượng nghị sĩ thay thế cho 250 thành viên của thượng viện trong nhiệm kỳ cũ. Cụ thể thì hôm qua, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã họp và xác nhận có 200 thượng nghị sĩ đắc cử và 99 ứng cử viên khác trong danh sách dự bị. Trước đó thì các ủy viên Ủy ban bầu cử Thái Lan đã có quan điểm khác nhau về việc xác nhận kết quả bầu cử trong bối cảnh có nhiều khiếu nại về cuộc bầu cử thượng viện và các quy định có liên quan. Kết quả chính thức bầu cử thượng viện dự kiến sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 7 nhưng đã phải lùi đến ngày 10 tháng 7 để Ủy ban bầu cử Thái Lan có đủ thời gian xem xét và giải quyết tất cả các khiếu kiện có liên quan. Thượng viện mới sẽ bao gồm 200 thành viên thuộc 20 ngành nghề và kế nhiệm 250 thượng nghị sĩ do chính quyền quân sự bổ nhiệm vốn đã hết nhiệm kỳ cũ vào ngày 10 tháng 5 vừa qua. Malaysia lên kế hoạch ký thỏa thuận với Singapore về phát triển một đặc khu kinh tế chung vào tháng 9 tới. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Rafizai Ramli vào ngày hôm qua. Hồi tháng 1 năm nay, Malaysia và Singapore đã ký biên bản ghi nhớ về việc thành lập đặc khu kinh tế Johor-Singapore. Việc đàm phán giữa hai nước hiện đang ở giai đoạn cuối, với thời hạn nộp hồ sơ là vào tháng 9. Song song với đó, chính quyền bang Johor và chính phủ Malaysia đã thực hiện quảng bá đặc khu kinh tế Johor-Singapore với các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Đặc khu này đặt tại bang Johor của Malaysia, phía bắc Singapore.
Theo kế hoạch, đặc khu kinh tế Johor Singapore sẽ đơn giản hóa việc phê duyệt kinh doanh cho các doanh nghiệp Singapore, đồng thời sẽ triển khai hệ thống thông quan không cần hộ chiếu ở cả hai bên, giúp người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng hơn. Hai nước kỳ vọng đặc khu kinh tế sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của bang Johor và thu hút các khoản đầu tư đáng kể của Singapore vào địa phương này. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant với đặc phái viên Mỹ về Trung Đông ông Brad Marcus tại Jerusalem. Hai bên nhận định có cơ hội tốt để đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho phép giải thoát các con tin đang bị giam giữ tại Gaza, bất chấp nhiều khó khăn. Israel ủng hộ việc mở lại cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và dải Gaza, nhưng không chấp nhận việc lực lượng Hamas quay trở lại khu vực này. Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ khởi động cuộc điều tra chính thức về rào cản thương mại và đầu tư đối với các quy định liên quan mà EU đã áp dụng trong cuộc điều tra chống trợ cấp đối với các công ty của Trung Quốc. Theo đó, cuộc điều tra được tiến hành theo kiến nghị của Phòng Thương mại Quốc gia về xuất nhập khẩu máy móc và thiết bị điện tử. Cuộc điều tra sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 1 năm 2025, song có thể thêm 3 tháng trong những trường hợp đặc biệt. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định, Liên minh xuyên Đại Tây Dương hiện đang phải đối mặt với một thế giới nguy hiểm hơn, với một châu Âu chia rẽ và NATO lung lay. Theo ông, hội nghị sẽ tập trung vào 3 chủ đề chính. Một là tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của các nước đồng minh, vốn được coi là nhiệm vụ cốt lõi của NATO. Thứ hai là hỗ trợ Ukraine, chương trình nghị sự cấp bách nhất, ủng hộ khả năng Kiev gia nhập NATO. Thứ ba là tiếp tục tăng cường mạng lưới quan hệ đối tác toàn cầu của NATO, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cũng như với các tổ chức quốc tế khác, nhất là Liên minh châu Âu, EU. Các nước đồng minh đang tăng cường đầu tư vào quốc phòng. 23 nước đồng minh đang đầu tư nhiều hơn hoặc ít nhất 2% GDP vào quốc phòng. Con số này gấp đôi so với 4 năm trước và sau đó sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác của chúng tôi với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương. Các chuyên gia đánh giá việc tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của các nước đồng minh có thể là sự thay đổi chiến lược mạnh mẽ nhất của khối này kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine, các nhà lãnh đạo NATO đưa ra cam kết mạnh mẽ về hỗ trợ thêm nhiều khí tài quân sự phòng không cho Ukraine. Khoản đóng góp quân sự bao gồm 5 tổ hợp tên lửa Patriot là một phần trong nỗ lực của NATO nhằm hỗ trợ Ukraine củng cố hệ thống phòng không. Tôi thông báo khoản tài trợ lịch sử về thiết bị phòng không cho Ukraine. Mỹ, Đức, Hà Lan, Romania và Italia sẽ cung cấp cho Ukraine trang thiết bị của 5 hệ thống phòng không chiến lược. Trong những tháng tới, Mỹ và các đối tác của chúng tôi có ý định cung cấp cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật bổ sung. Không chỉ dừng lại ở các khoản hỗ trợ quân sự, NATO cũng đang để ngỏ cơ hội lớn hơn bao giờ hết cho Ukraine trở thành thành viên của khối. Được biết, trong dự thảo tuyên bố chung của hội nghị lần này đã nhấn mạnh đến việc Ukraine sẽ gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương và đây là giải pháp không thể đảo ngược. Tuy nhiên, nội dung dự thảo có thể vẫn sẽ được thay đổi trước khi được thông qua chính thức tại hội nghị. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ theo dõi sát sao kết quả hội nghị NATO và sẽ có phản ứng kịp thời.